này nó kêu tinh 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 tinh, nó tắt không tại gì tắt được bạn ạ. Được cái loa này, đây là loa phát ra từ đây này. Đấy. Kêu tinh 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 tinh. Đây là màn hình của nó, đây là cái dây cực kỳ mong manh, cái màn này vỡ, cãi khi nào nó tịt ngồm, tan một nát, này là cực kỳ dễ vỡ luôn đó, nếu mà lấy không cẩn thận là vỡ luôn, vỡ, phát cái kêu à, đấy, một lớp bóng bẩy cực đẹp. Mình sẽ lấy cục pin ra là nó sẽ tịt màu rồi. Đấy. Bây giờ mình cắt cái này đi thì sao? Nếu mình cắt cái này thì nó vẫn kêu luôn. Bây giờ mình cắt đi nó vẫn kêu thôi. À, không kêu nữa. Quá tuyệt vời. Như vậy là nó kêu là do báo lỗi màn hình chứ cái gì đâu. Cho nên nó cứ kêu cả tiếng đồng hồ như vậy, rất chi là nhức đầu. Và vấn đề của mình bây giờ là chỉ cần cái gì bạn nào, cần cục pin này thôi. Sau thì có một lớp nắp này, phải không? Mình cạy cái lớp nắp đằng sau này ra là lấy được. Chứ bây giờ mình để đây kiểu gì nó cũng hết pin. Vì máy đang bật mà không tắt được, màn hình thì cháy rồi, thì dùng cái gì nữa? Thay tốn tiền cãi được bạn không cãi được, tất cả đều là gắn keo hết. Quá tuyệt vời. Và một cục pin siêu đẳng đã hiện ra đây, một cục pin siêu đẳng. Đây là cụm camera của nó, là cái chính này, camera chính, camera phụ. Đấy. Rất đẹp. Đây là Samsung A9 mà trước mua đắt lẻ đé 10 triệu. Và mình bây giờ mình chán. Bây giờ đi thay màn hình nữa. Làm gì khổ. Đây có hai cái sợi dây này. Sợi dây này nhiều cái nhiều ấy lắm bạn đấy chứ. Rồi. Cái này vậy. Nhưng mà bên này mình lại giật cái kiểu này, nó chưa hoàn toàn ra luôn. Người ta đấu nhất chứ là lòng này. Lắc lắc nhẹ đây cái thằng nào. Mình giật ra đây này. Hai cái này kết nối giống nhau. Đây là một cái rắc cắm nữa. Rắc cắm, rắc kia cho nó đi. Để quyết định không dùng nó rồi. Một cái giác cắm này cắm vào này. Rồi bây giờ lấy cục pin ra thôi. Ít nhất thì phải cứu vãn nguyên pin này. Nhưng mà thực ra thì nguyên pin này không ấy đâu. Chắc nhỉ. Siêu chắc luôn ạ. Pin gắn rồi. Chẳng qua là người ta gắn nhựa trong đây thôi. Này gắn nhựa ok. Gãy cả dao. Đây có một cái chỗ này. Bóc lên bên này bên khủng các bạn, pin này tầm cỡ gần 4.000 mAh này. Bây giờ mua cái pin 4.000 mAh đâu có dễ đâu bạn, không phải là không dễ mà là không rẻ, kể cả bạn mua bên thường thường. Đấy, mình chỉ cần lấy cái viên 4.000 mAh này ra thôi. Để mình dùng cái việc mục đích của mình. Thực ra là mình nên tháo các cái ốc này ra này. Đây còn có cái mạch. Mạch đấy bạn này. Đây mình cắt đây ra cũng là được này. Bây giờ phải tháo hết các cái ốc này ra.
Vâng. Đây, tất cả các khớp của nó này. Đây bạn nhìn đây, tất cả một là bằng nhựa, hai bằng nhôm, kín mít không có một chỗ hở nó hết. Và cái bên này thì ở dưới đây là cũng là gần như kín mít. Đấy. Cái ngàm của nó là cực kỳ là chuẩn đét luôn bạn, bất kỳ điện thoại nào cũng vậy. Nhưng nếu mà bạn để ý ấy, thì bạn sẽ để cạnh vào giữa giữa đây này, giữa đây có một cái kẽ hở ở đây, bạn lần theo cái kẽ hở này, bạn thấy chưa? Mình sẽ cạnh từ từ, nhưng mà bạn sẽ phải lấy một cái siêu mỏng như thế này chẳng hạn. Đấy bạn thấy chưa? Là bảy được ra này, mình sẽ bảy bảy ngược, làm mỏng hoặc lốp hết, ngàm hết rồi. Mình sẽ dọc như này. Đấy. Cạnh ra rồi ạ, bạn sẽ nhìn thấy được cái ngàm của nó. Đấy. Giờ mình đã cạy hết nha. Bạn nhìn thấy đây được cái ngàm. Đấy. Bạn phải ngược cái trên này ra này. Để ngược cái trên này ra. Và đây có một cái cây mình đã lấy thẻ. Đấy, tháo cái vỏ này ra. Vậy bây giờ nó lại tròi ra rất là rõ hơn này. Này này. Đấy không? Đây là cái mạch là tự động ngắt của nó nhá. Đấy không? Tự động ngắt khi sạc đầy. Vấn đề cái viên pin này này là nó gắn vào đây rất là chắc, keo phía bên dưới ấy. Nên là lấy ra rất là khó, lấy ra phải sấy rồi nó gắn vào cái lưng tôn này, gắn keo xịn. Mà bạn muốn để cái viên pin này tại đây thì bạn sẽ phải lần theo cái mạch của là mạch đây tự động ngắt của nó. Cái tự động ngắt của nó thì nó có hai cái dây dây này, dây đây, nhưng mà dây mình nói cho bạn biết là cái dây ấy, là mắt thường nhìn không thấy nha bạn. Dây cái sợi nó mini như thế này, bạn thấy cái gì, bạn đâu cách gì. Cho nên bạn sẽ bắt buộc phải lấy vứt luôn cái tự động ngắt luôn này. Và bạn chỉ lấy mình pin thôi, vì bạn đâu có đây cách gì. Bạn nhìn mắt thường nó khó thì bạn hàn vào nó bằng cách gì. Đây mình cạy ra này. Đấy chưa? Đấy. Bung rồi đấy. Cái lót đây là trở nên chắc. Thì bạn sẽ nhìn thấy được. Ở đây với đây một cực này. Được không? Đây là cọc này. Cọc này. Đấy nha. Đấy. Đây là một cái mạch có mấy nghìn thôi bạn, mạch sạc tự động ngắt ở giữa là B cộng B trừ là ra pin này, đây là hai cái cọc ngoài là ra tải, thì mình sẽ đấu vào đây, bên này là dương bạn này, bạn lấy nó hồ no nhá, tâm này. Thì bây giờ mình sẽ hàn dương, mình hàn dây mình bỏ đây. Dây giữa, giữa hai này nè, dây giữa này bạn này, hai dây giữa mình sẽ hàn đúng dương âm, phải hàn tráng thiết trước này, quay cho đây hàn đúng dây dương nha. Đấy. Và một cái dây này nữa sẽ hàn sang bên đây như thế này. Đấy nha, anh đã hàn xong nhé, nó như thế này. Và bạn sẽ cắm, bạn cắm sạc vào đây. Còn đây là tải, đây là ra tải này. Cái này hai cái dây người rìa là ra tải. Bây giờ mình đấu tải cho bạn xem. Đấy, đây kìa, là ra tải. Và bây giờ mình sẽ cắm sạc vào đây
nó báo đèn đỏ là đang sạc, mà đèn xanh là không sạc bạn ạ. Đây có cái dây nó cắm đây, đầu này thì cắm một cục sạc USB 5V đây. Các bạn thấy chưa, có đèn đỏ này, vừa mới cắm xong, như vậy là nó đang sạc. Khi nào mà nó sạc đầy thì nó sẽ biến màu xanh bạn ạ, và trong quá trình sạc thì vẫn xả được bình thường. Và có cái mạch này nó có mấy nghìn thôi, nhưng nó có chức năng là xả quá tải thì nó sẽ tự động ngắt bạn. Khi nào đầy thì nó tự ngắt bạn. Và bây giờ mình lắp gọn gàng lại cái này, cái pin này này với cái máy này là bị cắt đấy nha bạn nhé. Đây này, đây cái rác của nó đã bị nhổ ra nên cái pin nó không dính dáng gì đến máy cả.